xin chào các bạn, hôm nay mình lại quay lại rồi đây. Nhưng mà trước tiên mình giải đáp những thắc mắc về ma thợ mộc thì hôm nay mình xin phép nói chuyện về lề một chút nha. Đối với da thì thật sự là hắn có thể họ dùng phương pháp này phương pháp kia và rất là có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà đối với miệng thì hắn xin chịu thua luôn á. Miệng hắn đang rất là lợ, chắc 3-4 cục trong miệng nữa, mà mỗi lần mà bị lợ như vậy á, sử dụng nước muối nè, sử dụng Senacool hay là xúc cọ mực, rồi nói chung là tất cả những cách người ta trị luôn á, thì đã sử dụng rất là nhiều rồi nhưng mà lại không hết, mỗi lần lên như vậy rất là đau. Không biết mà các bạn nào có cái cách nào khác trị không thì comment phía dưới để giúp hạnh với nha. Thật sự là đau, rất là đau luôn á, mỗi lần lên như vậy là 3-4 cục, không lẽ nào mà biết cách nào mà để cho nó mau hết nữa. Hôm nay mình sẽ đi vào vấn đề luôn, là giải đáp những thắc mắc liên quan tới ma thợ mộc cho các bạn. Hai câu hỏi hôm nay là câu thứ nhất là tại sao mà hỏi hạnh là lúc mà mình sử dụng ma thợ mộc xong thì nó có lên mụn nữa không, và câu hỏi thứ hai là tại sao mà ma thợ mộc chỉ có 200.000 và 219.000 mà lại vi diệu như vậy, có thể sử dụng, có thể trị mụn được tất cả các loại mụn, rồi tại sao mà có cái bạn giá trị là 55k. Thì hôm nay mình sẽ đi vào để giải đáp thắc mắc luôn ha. Câu hỏi thứ nhất đó là mình trị mụn xong rồi nó có lên mụn nữa không, thì mình cũng biết tại sao mà các bạn lại hỏi mình câu này luôn đó. Tại vì những cái bạn đó là chắc chắn là trước đó có sử dụng những cái loại mà tái tạo da, những cái loại thuốc rượu làm cho mình bong chóc da. Cái thời gian đầu mà mình bong chóc thì nó rất là đẹp, nhưng mà tại vì da mình đã bị bong chóc rồi nên nó rất là yếu đó các bạn, nó rất là yếu. Không riêng gì mình sử dụng ma thợ mộc hay là bạn sử dụng những cái loại mà trị mụn khác đi chăng nữa thì nó cũng lên mụn lại thôi, tại vì mình không thể tiếp xúc được với những cái loại các chất giống như là chất hóa học này nọ. Mình chỉ cần đi ra ngoài đường mà bụi bặm một xíu thôi là mình lên mụn rồi, chứ không riêng gì là ma thợ mộc hay là một, nhất là những cái trường hợp mà kêu là bị dị ứng với sữa rửa mặt hay là bị nổi mẩn hay gì đó, là tại vì do mình đã sử dụng thuốc rượu rồi nên nó rất là yếu. Khi mà bạn ngưng thì nó sẽ lên mụn lại thôi, tại vì tiếp xúc với môi trường bên ngoài bụi bặm ô nhiễm thì nó lên mụn lại. Còn đối với ma thảo mộc á, là mình chỉ cho những cái bạn mà da khỏe, da khỏe rồi khi mà mình trị mụn da mà không sử dụng tái tạo trước đó nha, thì mình sẽ cho sử dụng ma thảo mộc, và khi mà đã ngưng sản phẩm rồi thì nó không tái lại nữa. Và mình phải biết cách chăm sóc da, ví dụ như bạn đi ngoài đường mà bạn phải che chắn bụi bặm này nọ đúng không, chứ bạn đi ngoài đường mà bạn phơi cái mặt ra rồi bụi bặm vô thì nó lên mụn lại là chuyện bình thường. Hoặc là bạn make up không tẩy trang kỹ thì nó lên những cái mụn ẩn hoặc mụn li ti, đó là chuyện rất là bình thường. Và hoặc là ăn nóng thì nọ nữa, nên khi các bạn đã ngưng sản phẩm, khi các bạn đã hết mụn rồi thì ngưng sản phẩm và phải chăm sóc da kỹ lưỡng thì nó mới không lên mụn lại nữa. Còn đối với những cái bạn da tái tạo thì mình sẽ nói cái video sau để vào một cái loại thuốc khác để cho các bạn có thể có cái cách chữa trị. Chứ ma thảo mộc chỉ dành cho những cái bạn da khỏe và chưa sử dụng tái tạo hoặc là chưa sử dụng thuốc rượu thì mới sử dụng được. Còn câu hỏi thứ hai á, là tại sao mà ma thảo mộc chỉ có 199 hoặc là 219 mà lại ví dụ như vậy. Thì nói nó rẻ thì thật sự nó cũng không rẻ. Tại vì độ một chai như vậy nè, chỉ có 5ml thôi. Mà đối với da mặt bình thường nha, da mặt bình thường sử dụng từ 2 đến 3 tuần gì đó là hết một chai rồi, trung bình cho 2 tuần đi ha. 2 tuần thì 1 tháng có phải là mình sử dụng 2 chai không? Thì vị chi ra là 400.000. 400.000 thì đối với cái dòng như là mình đang so sánh với mấy cái dòng như là The Face Shop, Innisfree đi, thì cái đó là giá bình dân nha. Chừng còn những cái giá mà hai em á thì nó cao thì mình không có so sánh. Đối với cái mấy giá bình dân á thì đó là rất là bình thường. Ví dụ như mà bạn mua The Face Shop hay là Innisfree gì đó thì một chai như vậy, một chai sữa rửa mặt hay là một loại kem dưỡng bên đó thì cũng tầm 300-400.000, nhưng mà nó lại sử dụng được cả 1 tháng đến 2 tháng lận. Thì nếu mà so ra thì nó cũng không có rẻ cho lắm đâu, thì tại vì dung tích nó rất là nhỏ. Còn
Đối với cái trường hợp mà kêu là cái bảng giá mà 55 ngàn á, thì thật sự là mình chưa thấy bao giờ luôn. Mình chưa thấy trong hệ thống mà có cái bảng giá như vậy. Mình không biết là nghe tin đồn từ đâu, nhưng mà nếu nói là so với cái giá mà bán lẻ nó thấp hơn á, thì mình có thể có cái điều đó là có. Tại vì sao? Tại vì hả, không riêng gì ngành mỹ phẩm đúng không, không riêng gì ngành mỹ phẩm, ngành cơ khí, ngành da giày hay là điện lực hay là gì đó, thì nó cũng có một cái barem giá riêng của nó. Thì ví dụ như là mình muốn sản xuất, mình muốn cái bán một cái áo như vậy đi, nếu như mà giá bán lẻ của nó ví dụ như là 1 triệu đi ha, mình ví dụ như là nó là 1 triệu, nhưng mà mình lại muốn cái xưởng nó sản xuất cho mình 500 cái. Ví dụ mình order cái xưởng nó in cho mình 500 cái, nó sản xuất cho mình 500 cái, thì tất nhiên là lúc bạn lấy cái giá này nó sẽ không còn 1 triệu nữa, mà có thể là nó còn 5 hay 600 ngàn gì thôi. Hoặc là ví dụ bạn order tới 10 ngàn cái đi, thì chắc chắn là nó sẽ không còn giá 500 hay 600 nữa, mà nó sẽ là còn 300 ngàn gì đó thôi. Thì cái điều này người ta gọi là ăn trên số lượng đó các bạn. Ví dụ như mà ha, bạn suy ngược lại là ha, nếu mà bán giá lẻ với bán giá sỉ nó cùng nhau, nó cùng một bậc giá như vậy, thì tất nhiên là không ai mà có thể kinh doanh theo số lượng lớn được đúng không? Nên các bạn phải tưởng tượng và các bạn phải suy ra như vậy. Thì không riêng gì là ngành mỹ phẩm, mà tất cả các ngành khác nó đều có cái bên rem giá của nó hết. Và tất nhiên là cái giá bán lẻ là cái giá phải mắc nhất rồi, tại vì người ta chỉ bán số lượng một thôi. Bạn muốn mua cái giá ví dụ mà thấp hơn thì bạn phải lấy số lượng nhiều hơn, đó là điều rất là bình thường. Thì hôm nay hạnh xin giải đáp 2 câu hỏi đơn giản như vậy thôi. Và nếu như mà các bạn còn thắc mắc gì về mai thọ mộc, hoặc là muốn mình tư vấn về da, thì có thể comment phía dưới hoặc liên hệ với mình qua những địa chỉ mình để ở phần mô tả. Hôm nay thì mình thật sự rất là cố gắng để nói cho các bạn rồi, vì tại vì miệng của hạnh đang rất là đau luôn. Nếu như mà còn có thắc mắc gì thì có thể comment phía dưới cho hạnh nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.